quý thầy Phó Thế. Mỗi khi xuân về, này là dịp diễn tả tâm tình hạnh phúc vì cộng đoàn chúng con được quây quần bên cha trong khung cảnh đại gia đình giáo xứ ấm cúng này. Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, con xin trân trọng giới thiệu ông Đa Minh Nguyễn Thành Huế, nguyên chánh xứ, nói lên tâm tình tri ân cũng như dâng lời chúc đầu năm quý cha và quý thầy Phó Tế. Xin kính mời ông. Năm Tân Sửu đã tới và giờ đây gia đình giáo xứ chúng con có mặt hôm nay là tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã ban cho giáo xứ chúng con có được người cha đã nâng đỡ dạy dỗ cho giáo xứ chúng con qua một năm tràn trề những ơn lành Chúa đã xuống cho giáo xứ chúng con. Con cũng nhìn thấy được là Chúa xuống muôn ơn lành cho trong giáo xứ cũng như là mọi thành phần dân Chúa được tràn đầy ơn Chúa. Giờ đây chúng con là những người được cận kề với cha, đã được cha nâng đỡ và ủi an dạy dỗ cho giáo xứ chúng con và chúng con nữa, thì con xin đại diện cho cộng đoàn anh em chúng con đây trong gia đình giáo xứ xin kính chúc quý cha sang năm mới dồi dào ơn Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn quý cha, quý thầy được mạnh khỏe và nâng đỡ chúng con xin hết lòng cảm ơn. Tiếp theo xin mời các bạn hát lên một bài ca chúc mừng những người cha đáng yêu đặc biệt. Chúng con xin cha xứ ban lời phúc lộc cũng như chúc lành đầu năm cho chúng con. Cập với quý cha, quý thầy, xin cảm ơn tất cả quý cố, tất cả quý ông bà và anh chị em. Sáng nay chúng ta đã cùng nhau để tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa và cầu chúc cho sự bình an của gia đình của mỗi người chúng ta, người thân đầm ấm, chúng ta này quy tụ tại
phòng khách thân thương này để nói lên ngôi nhà chung chúng ta có Thiên Chúa là Cha và tất cả mọi người chúng ta là anh chị em với nhau, con cùng một Cha, để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chúc phúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta tiến bước trong năm mới Tân Sửu này được tràn đầy niềm hy vọng và niềm vui và có nhiều điều mới, mới về tâm hồn, mới về sức khỏe, về nghị lực, để chúng ta tiếp tục là tiến bước trên con đường đức tin và đạt tới hạnh phúc mà mỗi người chúng ta hướng tới, đó chính là hạnh phúc nước trời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cha, quý cố và anh chị em. Xin trong chương trình đầu xuân này, chúng ta kính mời quý cha, quý thầy, quý cố, anh chị em chúng ta nâng ly rượu để chúc sức khỏe nhau năm mới được tới trang. Xin Đức Mẹ chúc lành cho rượu của chúng ta như tiệc cưới Cana năm xưa. Chúng con trở lại với gia đình nhỏ bé của chúng con để thực hiện những kỳ công ngày xuân mà Chúa đã ban. Xin kính mời ông. Trọng kính cha Gioakim, quản hạt chánh sứ đền thánh Báo Đáp. Trọng kính cha Phó Gioan bởi Kỳ Sĩ Ta. Trọng kính cha Vinh Sơn, quê hương của chúng con. Kính thưa Thầy Phó Tế cùng toàn thể quý cụ ông bà trong hội đồng Tân Kiều đang hiện diện trong nhà chung của giáo xứ đền thánh chúng ta. Chúng con đang được quy quần bên người cha chung của giáo xứ trong ngày đầu năm mới này. Một lần nữa để tiếp lời ông Chánh Huế là người đại diện hội đồng đã có lời chúc mừng ở lúc đầu, và giờ đây con lại được một lần nữa tiếp tục gửi tới quý cha, quý thầy, quý cụ, quý ông bà trong hội đồng lời kính chúc đầu năm mới. Chúa ban cho sức khỏe dồi dào, sự bình an và tràn đầy ơn Chúa. Cách riêng đối với cha Gioan Kim, chánh sứ đền thánh Báo Đáp của chúng con, xin Chúa gìn giữ che chở cho cha trong năm mới này luôn được mạnh khỏe, sáng suốt để lo toan công việc mục vụ và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng con
được thăng tiến hơn. Và cũng nhân dịp ngày đầu năm mới, cá nhân con xin có lời kính chúc tất cả quý cụ ông bà trong hội đồng một năm mới sự bình an và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Con xin chúc mừng tuổi mới cho quý cha. Và bây giờ thì nó là cái ngày đầu năm mới, con xin được đại diện hội đồng xin phép cha giáo xứ cũng như quý cha và thầy phó tế cho phép chúng con được trở về gia đình để cùng với con cháu để đón một cái ngày đầu năm mới được sự tốt lành. Xin chào cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.